Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2019, Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về công tác cán bộ. Tới dự buổi lễ có ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, trưởng các phòng ban đơn vị thuộc trụ sở chính. Theo đó, Hội đồng Quản trị quyết định điều động và bổ nhiệm các ông bà. Ông Trần Minh Đức, nguyên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, giữ chức vụ Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Phòng Pháp chế, giữ chức vụ Trưởng Phòng Pháp chế. Bà Ngô Thu Phương, Phó Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng Đầu tư, giữ chức vụ Trưởng Phòng Phát triển Sản phẩm Bán lẻ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán, giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơ bản và Mua sắm Tài sản. Bà Nguyễn Thị Linh, chuyên viên cao cấp Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng Đầu tư, giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng Đầu tư. Bà Tạ Hải Yến, chuyên viên cao cấp Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng Đầu tư, giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng Đầu tư. Bà Nguyễn Bích Liên, chuyên viên cao cấp Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch Tài chính, giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Cân đối vốn và Kế hoạch Tài chính. Ban Kiểm soát Vietinbank quyết định bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuyên, Phó Phòng Kiểm toán Nội bộ, giữ chức vụ Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ. Phát biểu ra nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ chúc mừng các cán bộ được Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tin tưởng điều động và bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận và chỉ đạo triển khai ngay công việc để hoạt động thông suốt, hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ sẽ phát huy hết khả năng đổi mới sáng tạo, nắm bắt và triển khai hiệu quả công việc, phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ trong công tác, đồng sức đồng lòng hướng tới mục tiêu chung là phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả của hệ thống. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.